Chào cả nhà, hôm nay thì mẹ Bảo Hân sẽ chia sẻ hết hai mẫu, một mẫu là tỉa hoa hồng cánh tròn và một mẫu tỉa hoa hồng cánh dài. Thì với hai cái bông trước thì mẹ Bảo Hân đã chia sẻ trên nhóm hội thiền tỉa hoa từ rau củ quả đấy, thì mọi người có thể vào đó hoặc là vào trên cái cánh tròn thì mẹ Bảo Hân đã chia sẻ trên cái trang thực phẩm quê của mẹ Bảo Hân. Thời gian tới thì mẹ Bảo Hân sẽ hướng tới là chia sẻ nhiều hơn trực tiếp, những cái video trực tiếp tới cả nhà trên cả YouTube lẫn trên YouTube thì mẹ Bảo Hân sẽ có cái chỉnh sửa, thế còn trên Facebook thì mẹ Bảo Hân sẽ quay trực tiếp nhé, cả nhà có thể xem trực tiếp cả hai nơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tỉa cái mẫu cánh này trước nhá, cái mẫu cánh dài này. Các bạn có thể vào một cái chia sẻ của bên YouTube thì có một cái video riêng mẹ Bảo Hân đã làm về chia sẻ cánh tròn rồi, mọi người vào xem nhé. Còn đây là cái cánh dài hay gọi là cánh hình trái tim đi cho nó dễ đó. Thì trên YouTube các bác sẽ xem được thành hai video, thế còn trên Facebook thì các bác sẽ xem trực tiếp với những cái chia sẻ của mẹ Bảo Hân nhé. Đây, mẹ Bảo Hân sẽ làm cái cánh mình trái tim này trước này, với cái mẫu này trước nhé. Chúng ta sử dụng dao thái nhọn. Đây, bé Bảo Hân thì cái chiếc mon men để ăn những các cái vụ này đây. Con để đấy để mẹ tỉa. Con cứ ăn đi, con cứ xúc thoải mái. Nhưng mà con để mẹ tỉa. Rồi. Tương tự như đối với các loại hoa hồng khác, con đứng tránh ra mịn bất ánh sáng của mẹ, hơi tối. Thì chúng ta sẽ đi cái nhụy đầu tiên. Đây, nhụy đây. Thì như mẹ Hoan đã chia sẻ trước đây ấy, là chúng ta giữ thẳng cái con dao và chúng ta xoay sản phẩm. Luôn luôn là như vậy nhá, luôn luôn là giữ thẳng con dao và xoay sản phẩm. Và các bác lưu ý là những bác nào mà không quen thì phải dùng cái ơ gâu ấy, dán cái phần này lại. Nếu không thì chúng ta sẽ bị đứt cái phần này. Còn mẹ Bảo Hân làm quen rồi, mẹ Bảo Hân có thể sử dụng như này. Hoặc là các bác có thể sử dụng cái dao nhọn ấy, cái dao nhọn của Thái thì nó cái phần này nó không sắc, thì chúng ta cũng đỡ nguy hiểm hơn. Đây, chúng ta đi phần nhụy đầu tiên nhé. Giữ thẳng con dao và xoay cái sản phẩm này thôi. Các bác sử dụng compa như thế nào thì chúng ta tạo cái hình tròn y như thế luôn. Ngon quá đi. Ngọt không con? Có chỗ hơi ngọt, có chỗ hơi chua chua. À, có quả chua, quả ngọt. Chúng ta đi tròn. Ăn vừa thôi con. Quậy để cho mọi người xem con. Con mời ăn miếng. Con mời mọi người ăn miếng à. À, trên Facebook mới không tìm rõ. Quả này chắc là ngọt này con nhỉ. Con ơi, con cứ bị bóng của mẹ. Nó tối. Đấy, con chưa. Nhà những bác nào của con nhỏ thì chắc là cũng hiểu là làm cái gì chúng ta cũng phải có các con ở bên cạnh. Đặc biệt là như bạn Bảo Hân là bạn ấy đang nghỉ hè, cho nên là sẽ rất nhiều video tiếp theo mọi người sẽ được gặp Bảo Hân nhé. Nhìn nhá. Đây, chúng ta tỉa phần nhụy này. Con sẽ tự cho mẹ làm một chút thôi là xong. Rồi mẹ sẽ chơi với con. Và các em cũng ngồi nhìn mẹ làm luôn để học nhá. Con thì mày ăn mình làm. Đây, chúng ta tạo nhụy này. Tương tự, rất nhiều video mẹ Bảo Hân đã chia sẻ về cách tạo nhụy hoa hồng rồi, các bác có thể học hỏi trên đó. Mọi người cứ làm nhiều lần vào thì sẽ quen tay. Mỗi một lần chúng ta lại rút ra được một chút kinh nghiệm. Làm cái gì cũng thế thì chúng ta sẽ có được cái sản phẩm ưng ý. Con ơi, cứ bị bóng đen của mẹ, bóng sáng đấy. Chưa. Ăn vừa hoa quả thôi, còn để bụng ăn cơm con. Dạ, ngon quá. Thôi để chiều ăn suốt.
ăn vèo phát hết luôn cả cái bát mẹ tỉa. Còn bà ăn hết nhỉ? Bà cũng đủ bát. Đây, mọi người cắt một chút cái phần trên đi thì nó tạo thành một cái lớp nhụy bên dưới nó nhỏ hơn, đẹp hơn nhé. Kem ơi, cho mẹ làm con quậy à? Con ngồi mẹ. Bạn đang phải ngồi đằng sau, bạn ấy ôm vào trong eo thì bạn mới chịu được. Nhiều bác bảo là tại sao đến hè cái thấy mẹ Bảo Hân im hơi lặng tiếng thế, chả thấy làm video gì cả. Bác thông cảm là đấy, cả một tuần, hai tuần vừa rồi chỉ phục vụ bạn Bảo Hân đi nghỉ thôi. Bây giờ mẹ Bảo Hân có thời gian để làm video. Đấy, xong phần nhụy đúng không? Chúng ta sẽ tiếp đến cái phần cánh tròn, cánh hình trái tim này nhá. Con đang đứng trên đầu mẹ. Đây. Đấm rồi. Cái này chúng ta đi nhọn một chút. Đó. Hai bên cánh thì chúng ta đi tròn tròn một chút. Con đang nhìn đấy. Đấy, đeo rồi. Mọi người thông cảm nhé, nhà Bảo Hân bên cạnh, ngay bên dưới nó có cái nhà đang sửa cho nên là nó ồn quá. Đây chúng ta được cánh rồi đúng không ạ? Thì đối với cái mẫu cánh này thì chúng ta có thể tỉa trên dưa hấu ấy. Các bác nhìn các mẫu trên dưa hấu cũng thế, tương tự nữa. Chúng ta sẽ đi được cánh hình trái tim. Đấy, còn ăn vừa thôi. Cái xoài này nó nóng phết đấy. Xoài này là xoài hôi Yên Châu các bạn. Hôm vừa rồi mẹ Bảo Hân đưa Bảo Hân về Mộc Châu nghỉ thì có mua được một ít xoài hôi Yên Châu rất là ngon, thơm lắm. Đấy, chúng ta được một cánh. Tiếp đến này, như mẹ Bảo Hân đã chia sẻ những lần trước, đến nay chúng ta cần phải có 5 cánh đúng không? Thì chúng ta sẽ phải đi lệch, còn nếu chúng ta đi thẳng thì sẽ không đủ. Cho nên chúng ta sẽ phải đi một cánh nhá, một cánh thẳng và một cánh lệch. Một cánh thẳng thì chúng ta sẽ phải đi một cánh lệch. Các bác ở bên YouTube sẽ nhìn rõ hơn các bác ở bên YouTube, ở bên Facebook nhé. Bởi vì cái máy của mẹ Bảo Hân hai máy thì nó một máy nó to, một máy nó nhỏ. Đây, chúng ta đi tiếp thêm một cánh nữa. Như mẹ Bảo Hân đã chia sẻ trong video trước. Kem ơi, cho mẹ làm video một con quậy quá. Con Sang đi ra ngoài này. Nghịch quậy quá. Ôn làm sao mọi người nghe được? Đi ra ngoài này. Rồi chúng ta sẽ tiếp một cánh tròn nhé. Ở đây chúng ta sẽ có 1, 2 cánh rồi này. 3 cánh. 3 cánh, 4 cánh, 5 cánh. Con chơi, con cứ chơi, con đừng nằm ồn cho mẹ là được. Đó, bạn mà ở nhà là cứ loanh quanh với bạn ấy cả ngày là hết ngày. Bảo Hân thì chưa bao giờ học hè các bạn. Mẹ Bảo Hân thì có quan điểm rất là khác với mọi người, đấy là không cho con học hè. Hè là để trải nghiệm, để vui chơi, để học hỏi để những cái khác, chứ không phải là đi học. Không biết là các bác có con nhỏ thì có cái quan điểm giống mẹ Bảo Hân hay không. Đây chúng ta đi thêm một cánh này, chúng ta sẽ phải lệch, bởi vì nếu không chúng ta sẽ không đủ hai cánh nữa đúng không ạ? Con ở nhà thì đương nhiên là bố mẹ sẽ vất vả hơn, sẽ nhiều công việc sẽ phải ngừng trệ hơn. Là cái việc bé đi học, thế nhưng mà với hè thì cái thứ nhất là nóng. Cái thứ hai nữa là mẹ Bảo Hân cũng cố gắng làm sao mà dành thời gian mùa hè để đưa con đi chơi, đi trải nghiệm. Đôi khi chỉ đơn giản là cho bé đi công viên, cho bé đi ra một cái cánh đồng hoặc là về quê thôi, nó cũng chả tốn kém gì, nhưng mà cái tốn kém nhất có lẽ là thời gian thôi. 1, 2, 3, 4
5 cánh. Đấy, cánh cuối cùng đây. Thế còn học hè thì đúng là Bảo Hân năm nay là vào lớp 1 nhưng mà chưa bao giờ bé đi học hè cả. Bởi vì thường thì như trước là mẹ Bảo Hân cũng vẫn còn làm ở trong nhà nước. Thì đến hè thì bố lại được nghỉ cho nên là phải có ông bà đỡ cho nữa. Thành ra là bé Bảo Hân cũng không phải đi học hè. Nhưng sau đó thì mẹ nghỉ công việc ở nhà nước, mẹ về để làm kinh doanh. Thì cái thời gian cho bé lại càng được nhiều hơn. Mẹ nấu món gì thơm ấy? Đúng không? Trong người hái ở trong quê, ở trong vườn nó ra. Đấy, được 5 cánh. Rồi chúng ta đi tiếp. Mùi nó thơm thế. À, nồi Bảo Hân đang nấu cơm. Các bạn muốn cái cánh nó đẹp, cánh nó thon đẹp thì chúng ta để cái phần giữa này này, nó dài hơn một chút và nó nhọn đi một chút thì chúng ta tỉa nó sẽ có hồn hơn nhé. Đấy. Bên Facebook chắc hơi khó nhìn. Mọi người có thể là tham khảo thêm ở những các cái mẫu video. Thường thì làm video thì Bảo Hân sẽ làm cái video thì nó rõ hơn là làm bên cái Facebook mà phát trực tiếp. Cho nên các bác ở bên Facebook các bác chịu khó vào bên cái trực tiếp để xem nếu mà các bác muốn học hỏi nhé. Còn nếu mà chỉ xem qua cái trực tiếp thì nó cũng hơi khó. Có nhiều mẹ nói là mẹ Bảo Hân có dạy các bé mùa hè để học tỉa không? Thì thực ra là mẹ Bảo Hân rất mong muốn là có thể mở lớp để dạy. Nhưng mà thực sự là đến thời điểm này thì mẹ Bảo Hân đang quá bận, chưa thể mở được. Nhưng mà nếu như mà mẹ nào mà có nhu cầu mà gửi con thì có thể gửi con vào ngày cuối tuần. Hoặc là thường thì vào ngày cuối tuần thì mẹ Bảo Hân sẽ, mọi người cũng không cần phải cầu kỳ đâu. Mọi người có thể mua đồ, mua dao cho các bé đến để học cùng với bé Bảo Hân cũng được. Thế còn mẹ Bảo Hân thì chắc là không đủ thời gian để mở lớp cho mọi người. Bởi vì còn rất nhiều công việc khác. Đây là lớp cánh thứ hai. Nếu như mọi người thấy lớp cánh thứ hai này mà quả xoài nó kín rồi thì chúng ta sẽ dừng lại, chúng ta tỉa bên dưới này để cho nó, chúng ta tạo cái điểm nhấn nhá. Ở đây thì mẹ Lan thấy là nó cũng kín, chắc là chỉ đi được một cánh này nữa thôi. Cánh này Bảo Hân sẽ đi cánh đơn, nhưng mà chỉ đi được một nửa cánh thôi. À, cứ được bên Facebook thì lại hỏng bên YouTube, mọi người thông cảm nhé. Đây đó, đến đây là chúng ta đã cơ bản được một bông hoa rồi. Chúng ta sẽ đi cái phần chung quanh để làm sao cho cái bông hoa của chúng ta nó nổi hẳn lên nhá. Đây, các bác đi tròn này. Đến đây thì dễ rồi. Đây cũng là một trong những mẫu mà chúng ta có thể sử dụng để bày trong mâm cỗ trung thu. Hoặc là bày ở trong các cái bữa tiệc. Đấy, những bạn nào mà có muốn thi tỉa hoa nghệ thuật để trong các cái dịp như là 20 tháng 10 chẳng hạn thì các bạn nên học từ bây giờ nhé.
chứ đừng đợi đến 20 tháng 10 mới alo chị ơi chị à dạy em với, thì lúc đấy thì mẹ bảo ăn chị luôn đấy, không thể dạy ngay với các bạn ngay tức thì đâu. Và đến thời điểm đấy thì cũng phải chia sẻ thật với mọi người là mẹ bảo ăn sẽ chỉ nhận tỉa hoa, tỉa thuê, để nói đúng ra là tỉa thuê cho một số bác gọi là thân thiết, thì cũng đã không đủ thời gian rồi. Các bạn cứ thấy xem, nếu như mà tỉa được một mâm như thế để mà đi thi, để các bạn đi thi thì mất đứt một nửa ngày là bình thường, chưa nói đến là mua đồ, cái thời gian đi mua đồ. Thường thì mẹ Bảo Hân chỉ làm cho ban phụ huynh của lớp này, của lớp khi cả con tham gia học này, hoặc là những cái bác mà thật sự là rất là thân thiết thì mẹ Bảo Hân mới dám nhận. Mà nhận xong rồi có hôm, có những cái dịp mà 20 tháng 10 mùng 8 tháng 3 mẹ Bảo Hân rơi vào cái tình trạng này, làm đến thâu đêm luôn, làm đến 1-2 giờ sáng mới chưa xong. Mà cũng chia sẻ thật với mọi người luôn là làm cũng rất là vất vả, nhưng mà cái kinh tế mà thu về thì nó chả là bao nhiêu cả, chỉ là cái đam mê, là cái vui thôi. Còn cái thật sự cái kinh tế mà mẹ Bảo Hân thu về thì nó là từ kinh doanh, từ cái việc làm video và hưởng phần trăm quảng cáo trên YouTube, chứ không phải là cái việc là đi tỉa thuê. Cho nên là mọi người cũng rất là thông cảm. Có thể những ngày đấy mọi người nhắn tin, mọi người mẹ Bảo Hân đây bác nhìn em cứ tay một tay cầm dao rồi tỉa như thế này thì thời gian đâu để mà vào để mà trả lời tin nhắn của mọi người, đúng không ạ? Nên là nhiều bạn đến cái thời điểm đó nhắn rất nhiều tin nhắn, sau đó là trách móc là mẹ Bảo Hân là kêu này, rồi thì là khó này, không trả lời, thì cũng rất là mong bác thông cảm vào cái thời điểm nhạy cảm như thế. Còn đấy, bây giờ thoải mái, xông xanh thời gian như này thì các bạn có thể học đi. Các bạn nhắn gì mẹ Bảo Hân giúp đỡ ngay, hoàn toàn miễn phí luôn, không vấn đề gì cả. Đó, chúng ta được một bông nữa rồi. Rồi, chào các bác trên YouTube nhé. Bởi vì trên YouTube bây giờ là 17 phút 30 giây rồi, nó cũng sắp hết thời hạn của video của trên YouTube rồi. Thì các bác trên YouTube sẽ tiếp tục xem cái mẫu tròn này ở cái video mẹ Bảo Hân úp cùng. Một cái mẫu là hướng dẫn tỉa hoa tròn và một cái mẫu là hướng dẫn tỉa hoa hình trái tim. Thế còn các bác ở bên Facebook, chúng ta sẽ tiếp tục với cái mẫu hoa này nhé.